Hôm qua là ngày đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ. Sau nhiều tháng giãn cách xã hội phải ngừng hoạt động và cũng chỉ mới mở lại với hình thức bán mang về từ đầu tháng 10, thì nay với việc hàng quán được bán tại chỗ đã giúp đáp ứng nhu cầu của người dân lẫn doanh nghiệp. Các tiệm cơm tấm, hủ tiếu, bún bò, mì, phở đến các quán cà phê, giải khát nhộn nhịp hẳn lên trong ngày đầu phục vụ ăn uống tại chỗ trở lại. Trong ngóng ngày này từ rất lâu, hầu hết các cơ sở kinh doanh đều đã chuẩn bị sớm dọn dẹp, vệ sinh quán xá, tới nguồn thực phẩm, sản phẩm nguyên liệu chế biến. Dù dịch COVID-19 vẫn còn lờn vờn, nhưng nhiều người đồng thuận với chủ trương mở lại các hoạt động của thành phố, miễn là đáp ứng các quy định phòng dịch. Hiện hàng quán đã được bán tại chỗ nhưng không bán và sử dụng rượu bia, phải đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày và chỉ phục vụ tối đa 50% công suất. Dựa trên tình hình dịch bệnh tại các địa phương, từ ngày 28 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho phép quận 7 và thành phố Thủ Đức thí điểm kinh doanh ăn uống bán tại chỗ có bán và sử dụng thức uống có cồn, thời gian thí điểm đến ngày 15 tháng 11.